Alo, cái gì? Tới liền, tới liền, tới liền, tới liền, tới liền. Ở đó đi, ở đó đi, ở đó đi. Tới liền, tới liền á. Ở đâu? Chỗ nào, chỗ nào? Rồi, 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 rồi. Tới liền, tới liền, tới liền. Đi đâu anh trai? Sao không chở cho khúc nè? Đi chở lại tới ngã ba nè. Alo. Kiểu nó bơi tự thôi. Ở đâu dưới bến đỏ hả? Ra ngoài dạm chỗ bến đỏ. Chở đi ra ngoài nè. Rồi rồi để về luôn luôn. Kia nãy hả? Không, chờ lan nãy cứng sẵn. Bơi ra hả? Trời ơi, con ốc thấy ghê vậy? Ốc báo. Hả? Ốc gì? Ốc gì hả? Trời ơi, con ốc kìa. Ốc này bắt ở đâu hả? Ốc hai em bắt. Trời ơi, ghê. Chà bá luôn. Để trứng hả? Luôn. Rồi rồi, tới rồi, đợi xíu trọng cám cái, đợi xíu, đợi xíu. Rồi 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 rồi, đang đổ kéo luôn, mới đổ kéo luôn à, còn chưa trộn cám nữa. Rồi để trộn cám cái. Cái gì con lại trời? Ừ. Cắn trứng với lại cắn bột pha. Rồi mới đổ cắn cho hồi, đợi xíu đi, nén xíu đi, 10 phút, 10 phút. Rồi, 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 rồi. Cái gì? À, ba cây cấp dữ không? Ừ, từ từ ráng xíu đi, xíu nữa hả? Rồi 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 rồi, rồi. Tới liền á, đợi đợi xíu nha, đợi xíu nha, đừng đi nha. Rồi 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 rồi, mình lâu quá còn quay luôn. Cái gì xả cục cắm mình qua qua còn dữ nè, con lăn xê. Rồi 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 rồi, đợi xíu đi, xả con cám đó. Rồi 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 rồi. Lô lô, đang cắn mót cắm hơi nhão. Mấy ba ơi, đợi xíu, đợi xíu. Rồi rồi rồi, để trộn miếng cắm nữa. Rồi rồi rồi. Trời ơi, từ từ cái ba cái má ơi, trộn cắp nhão rồi, đợi xíu đi, từ 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 từ. Ối quá, trộn cắp nhão luôn rồi nè. Rồi rồi rồi, từ từ từ, đợi xíu đi xíu.
Rồi 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 xuống trước hai cây nữa nha, còn cây để kiếm cây trống cái đó. Rồi 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 rồi, rồi. Các em đi. Rồi hello em Phong, xin chào mọi người nha. Nói chung là nãy giờ cái đoạn đầu là mình làm vui thôi mọi người. Còn ngày hôm nay thì em Phong đi câu cá mè nha. Nãy giờ mấy cá mè nó gọi quá đi em ơi. Thành ra là phải tranh thủ đi, nó hối quá rồi, nó đói dữ lắm hay gì rồi. Rồi ok, và hôm nay em câu cá mè nha mọi người. Thì mọi người thấy thích video nhớ cho em xong xin like và cái kênh nha. Hôm nay sẽ cố gắng câu thật nhiều cá mè cho mọi người xem nha. Này ở chỗ em là cá mè về rồi mọi người. Hôm qua đi câu cá tra nhưng mà dính rất là nhiều luôn. Rồi ok, giờ mời mọi người cùng chờ đợi em cái bãi câu này là ở dưới cột đèn đỏ nha mọi người. Ở bến đò cột đèn đỏ chỗ em là kêu vậy đó, nếu mà ai anh em nào ở gần đây thì sẽ biết. Đó thì em câu ở đây thử trải nghiệm coi có không nha. Nếu mà có thì mọi người có thể đến đây câu thử nha. Rồi ok, bây giờ em ra thêm một cây nữa thôi. Rồi trên video nếu mà mọi người thấy có sai sót gì đó thì mong mọi người bỏ qua giúp em Phong nha. Rồi ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều đã xem video của em nha. Rồi giờ em ra cần xong rồi nè mọi người. Thì bây giờ cùng chờ đợi coi cá mắm ăn như thế nào nha mọi người. Còn công thức cám thì nãy giờ trên cái video mà em dẫn vui thì em đã chọn như vậy rồi. Còn ai có bài cám nào hay hơn thì chỉ giúp em nha mọi người. Em thì ít câu này lắm. Hình quá, dính được con thứ hai mọi người. Ồ, sang giá này rồi, đông ghê. Quá trời cái giá luôn. Mới vừa lên con thứ hai nha mọi người, quá đã luôn. Cá bự bự luôn mọi người. Ôi trời ơi, chảy
thôi. Tới giờ nước rộng rồi mọi người, cá ăn lia lịa luôn á. Làm lia lịa luôn, ba cây trên bờ luôn. Mình ăn nửa tiếng rồi mọi người mới dính con nó không nói chuyện được. Rồi mọi người, em Phong vừa mượn được cái thùng nè. Bị dục nó vô mọi người, chứ rớt hoài à. Nó giờ rớt mấy con rồi. Dở thì con đứng lên. Giật sâu cầm mới được luôn dạ. Nó không nhảy. Trọng trọng thôi mọi người, không có nhỏ.
lãi hả? Dạ. Câu cái gì nó kiếm lãi cho mày hả? Dạ. Bên công ty câu từng câu cá chứ vậy? Dạ. Cho thấy rằng nó bán hàng đắt phải không? Dạ. Cũng được, được nhiêu tiền á. Sảy gì nè. Sảy nãy giờ sảy quá trời luôn. Quá trời sảy. Quên em nó xin vợ. Ôi cá trồng trồng không à mọi người. À, để cá nó trồng rồi xin. Đúng rồi anh mua cá to. Giật mày thôi, thằng này thôi, ấy không nè. Trời ơi, giật, mạnh lên, giật, mạnh lên. Mạnh lên chính rồi. Lấy cái đầu mày khó. Mày lấy cái vỗ. Thôi con mẹ ăn sâu không sao, con mẹ ăn sâu. Giật mẹ lên. Bỏ xuống nó nhảy ra ngoài. Tiếp tục mọi người ơi. Con này ăn sâu nên là dở lên luôn, chứ không phải rớt. Nè cái thẻo của em Phong câu nè, em Phong có móc thêm hai cục mót nữa nè mọi người. Thấy không? Một lưới một cục mót. Mình đó nên là ông sợ sảy. Trời ơi con cá mẹ hết nói cá mẹ thì chắc đã không sao. Rồi cảm cảm ơn anh Dương Trần nha. Dạ cảm ơn cô tướng, trời hên quá, em không có vợ. Sợ sảy ghê luôn á. Thôi kìa. Giật nữa bây giờ kìa. Giật nữa. Giật nữa nó ăn nữa. Ăn nữa bây giờ mẹ bỏ vô đi, bóp hồ đi. Dạ dạ. Sảy bây giờ mà nó chặt nó. Dạ cái này là hết nói rồi. Mở cái ra. Muốn xảy gì vậy? Ngoài dính vô nữa chứ. Đam mê. Dạ. Mấy thằng mi cầu cá đam mê á. Dạ.
con thôi mọi người, mà rớt hết con rồi, uổng ghê luôn thật. Rồi mọi người, giờ thì trời cũng đang chuyển mưa nè mọi người. Nên là thôi em xin phép em về cho mọi người, cũng đủ cho vợ nấu canh chua với lại bầm ra chiên rồi mọi người. Đây, một túi luôn á. Đây mọi người, chắc cũng được 2-3 kg á. Cũng đủ hai vợ chồng ăn rồi mọi người. Đường con khá là to luôn, đã không? Rồi ok, em Phong cảm ơn mọi người đã xem video rất là nhiều nha. Hẹn gặp lại mọi người ở video sau mọi người ơi. Cái điểm câu này em đã chia sẻ trên video, đầu video rồi nha mọi người. Và ở giữa video em có chia sẻ đó, mọi người có thể vào đó tham khảo để mình biết điểm mình câu nha. Rồi giờ em xin phép em về đây mọi người. Tàu ghe giờ chạy quá trời, giờ bớt lục bình rồi nhưng mà lại chuyển mưa, nên là buộc phải về rồi mọi người. Nước giờ đang chuyển lớn rồi nữa. Ok, cảm ơn mọi người đã xem video nha. Hẹn gặp lại mọi người ở video sau mọi người ơi.